Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Trước khi vào video thì mình muốn nói như thế này. Đợt vừa rồi thì mình đã review rất khá là nhiều các loại ngũ cốc yến mạch giảm cân khác nhau đúng không? Nên là mình chưa có sử dụng những cái sản phẩm đó. Mình tính là sẽ làm một cái series như kiểu là 7 ngày chỉ dùng yến mạch không thôi, để xem là cái hiệu quả của nó như thế nào. Thì mình rất là muốn biết ý kiến của các bạn. Và nếu như các bạn muốn mình thực hiện cái series đó như là chính cái thử thách cho mình vậy đó, thì các bạn hãy bình luận dưới đây cho mình biết nha. Và mình sẽ cố gắng thực hiện nó sau khi mình review xong toàn bộ những sản phẩm mà mình đã order, đã mua. Thì lời đầu tiên cũng cảm ơn các bạn rất nhiều bởi vì thời gian qua đã ủng hộ mình. Và hôm nay như tiêu đề các bạn đã thấy thì chúng ta sẽ review sản phẩm này. Đó, cái này là bữa ăn một phút after meal. Có một bạn đã bình luận ở dưới kêu là mình review, và mình nhờ bạn đó thì mình mới biết được là cái có cái sản phẩm này luôn á. Nên là bạn ơi, mình cảm ơn bạn rất nhiều. Và nếu như các bạn muốn mình review cái sản phẩm nào, thử trải nghiệm sản phẩm nào khác thì cứ bình luận dưới đây nha. Tại vì nếu như được có đủ khả năng cho phép thì mình chắc chắn là sẽ không có từ chối những cái bình luận đó. Đây, các bạn có thể xem qua một vòng một tí. Cái bao bì rất là dễ thương đúng không anh? Phòng thế này, và nó có hai loại, đó là một loại cái màu vàng như thế này là hạt yến mạch trái cây hạt nhân phô mai, và có một loại là yến mạch trái cây gì đó nhưng mà nó không có hạt nhân mà cũng không có phô mai luôn. Thì mình quyết định lấy cái này tại vì mình thấy cái này nó ngon hơn, và nó như là bữa ăn sáng thì ăn sáng mình phải ăn những cái gì mình thích đúng không, đó là hạt nhân và phô mai. Bởi vì trước giờ là mình đa số là review những sản phẩm của Trung Quốc nè, Ba Lan nè, Nhật nè, nên là mình phải dịch. Nhưng mà bây giờ đây là một sản phẩm thuần Việt luôn á, và mình rất là ủng hộ hàng Việt. Xem này xinh đẹp không? Cái lúc mà mua cái sản phẩm này nè thì mình có lên mạng để xem qua review của những cái bạn khác, những anh chị khác, thì mình phát hiện ra là cái này nó có chạy quảng cáo. Có một cái quảng cáo dành riêng cho nó mà có Tóc Tiên tham gia luôn á, các bạn có thể xem. Như các bạn mua ở ngoài nó cũng có bán, cái này là hàng Việt Nam nên là mình không có phải order gì hết. Mình có thể mua trên mạng, mua ngoài, mình nghĩ là một số tạp hóa lớn hoặc là siêu thị lớn cũng sẽ có. Này, bữa ăn một phút, ếch tay mà trái cây nhung phô mai, công nghệ Hàn Quốc nướng không chiên. Đây là cái điều mình ấn tượng, tại vì cái yến mạch nếu như mà mình nướng lên nó thì nó sẽ giòn hơn, đỡ ngấy hơn là cái yến mạch nguyên chất. Nướng lên thì nó sẽ không có dầu á, thì nó sẽ đỡ béo hơn là cái yến mạch mình chiên nha. Ở đây chúng ta sẽ có bổ sung này, chất xơ, canxi, sắt, vitamin D, 3 và E. Tại giá thì mình đang quảng cáo Milo vậy. Phô mai này nguyên chất 100%. Khối lượng của nó là 300g ở đây. Sản phẩm tốt cho sức khỏe. Yến mạch trái cây gì đó bữa ăn một phút được bổ sung phô mai nguyên chất 100% kết hợp với hạt nhân bí mật nguyên cám cùng các loại trái cây sấy là cherry, dâu, táo, nho được nhập khẩu từ Úc, New Zealand và châu Âu. Bữa ăn một phút ếch tai được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Anh Quốc, nướng không chiên giúp cho sản phẩm thơm ngon tự nhiên. Sản phẩm được bổ sung chất xơ, sắt, canxi, vitamin D, 3, E, cung cấp một bữa ăn dinh dưỡng tiện lợi. Ếch tai mạch trái cây bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Mình không có nhận quảng cáo như cái này đâu, thật sự cái này là mình tự tìm thấy. Nhưng mà nó có này, nó có chị các bạn ở đây luôn là 45g. Cái ngũ cốc này sẽ dùng chung với 180 cho tới 220ml sữa tươi hoặc là sữa chua thì chúng ta sẽ có được một bữa sáng thơm ngon và dinh dưỡng ở đây. Ngày sản xuất là ngày 10/6/2020, hiện sử dụng là 10/3/2021 là 9 tháng. Các bạn thấy nó rất là rõ, tại vì nó là một sản phẩm thuần Việt luôn á, nên là lúc mà mình đọc nó mọi thông tin đều rất là rõ ràng, như là yến mạch giàu chất xơ tốt tim mạch, cherry giàu chất chống oxy hóa, dâu giàu vitamin D và E giúp đẹp da, táo giàu vitamin C giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, nho giàu chất xơ hòa tan hỗ trợ tiêu hóa, hạt nhân giàu khoáng chất hỗ trợ hấp thụ dinh dưỡng, phô mai giàu canxi tốt cho xương đó. Thì tất cả những cái mình đọc thì mình sẽ để hình ảnh ở dưới đây luôn, để cho các bạn vừa nghe mình đọc vừa tiện theo dõi. Có thành phần luôn này, yến mạch nguyên cám 15%, bộ yến mạch nguyên cám 15%, trái cây sấy, cherry, dâu, tây, táo, nho 8%, hạnh nhân, phô mai, hương phô mai, bí, sữa bột, dầu thực vật, dầu dừa, gạo lứt, bắp, bột lúa mì, cơm dừa, tinh bột biến tính, đường kính, đường patodegin, mạch nha, cacao, vitamin E, D, canxi, sắt, chất xơ hòa tan, muối, sorbitol, chất ngũ hóa, bột quế và nước. Mã quả cũng như sử dụng sản phẩm dùng ăn liền ngon hơn hết khi kết hợp với sữa tươi, sữa chua, có thể thêm trái cây tươi các loại hạt. Một khẩu phần ăn tương đương 45g, cung cấp dinh dưỡng, năng lượng, chất xơ, canxi, vitamin, khoáng chất cần thiết cho một bữa ăn. Có thể kết hợp với 180-220ml sữa như là mình nói lúc nãy đó. Ở đây có khuyến cáo là phải nhai kỹ khi sử dụng nha. Thì bữa giờ mình cũng mới nói là những cái sản phẩm đặc biệt như thế này thì nó kiểu hơi khá là khó tiêu hóa, tại vì nó khô, nó dạng ngũ cốc. Mà mình thì thường ngày mình sẽ ăn đồ ăn mềm quen rồi nên là mình phải nhai kỹ nha. Mình đồ ăn mình nhai càng kỹ bao nhiêu thì cái quá trình tiêu hóa nó càng tốt bấy nhiêu, cũng tốt cho cái việc giảm cân của mình nữa.
Đối tượng sử dụng phù hợp cho chị em từ 3 tuổi trở lên và người lớn, tại vì dưới 3 tuổi là sẽ dễ bị mắc cổ lắm, các bạn cẩn thận. Quan trọng của mình đó là thành phần dinh dưỡng. Đây, mình sẽ để ở đâu đó, cái hình ở đâu đó. Cái này là 300g nha, nhưng một bữa ăn là 45g thì mình tính là một nửa. 100g sẽ có 420-520 kcal. Mà một ngày, vậy thì một bữa thì sẽ tầm, cho là 500 đi, một bữa sẽ là 250, 3 bữa sẽ là 750. Ủa hay nhỉ. Vậy nếu tính là một ngày chỉ 3 bữa và ăn đúng theo 45g cái này thì ăn không á, khá hợp lý. Cái mức năng lượng mà mình nạp của người á, nó khá ít. Với cái này thì chúng ta sẽ có nè, carbohydrate, chất đạm, chất béo, chất xơ, vitamin đó. Sản phẩm chất lượng cao của Việt ngũ cốc còn lại thôi. Mình không biết là sản phẩm này ra đời lúc nào luôn á, nhưng mà khá hay nè. Dễ thương ơi là dễ thương luôn. Để mình chụp thumbnail. Wow. Rồi mình chụp thumbnail xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành review nó. Thì ở đây nó có như là những cái, các bạn thấy này, nó là dạng túi zip nha. Thì mình hoàn toàn có thể cắt hoặc là xé ra cũng được. Nhưng mình chỉ cần nghe các bạn có thể quan sát được đúng không? Nhìn nó khá giống như là bắp rainbow vậy. Ngửi thơm lắm, rất là thơm mùi dừa nha. Ở đây thì mình có một cái ly trong suốt như thế này nè. Mình sẽ tiến hành đổ cái này ra. Các bạn có thể xem. Thơm lên các bạn, thơm. Thơm lắm. Nè, mọi người có thể thấy không? Ở đây chúng ta sẽ có những loại trái cây như quảng cáo nè, có nho nè, hạnh nhân nè, hạt này như kiểu hạt bí đó. Rất là xinh luôn á. Này như nó thấy như vậy là thấy một bữa sáng nó là đầy đủ năng lượng rồi. Đầu tiên nha, ở đây chúng ta có hạnh nhân nè. Ngon. Cái hạnh nhân nướng các bạn ngon. Không đường. Đây chúng ta có cái này như kiểu là nho. Ngon là như nho khô á. Ấy là không phải là như nho khô mà nó là nho khô, nhưng mà kiểu trái cây sấy á, nó không có quá ngọt. Rất là nhiều hạnh nhân luôn á nè. Khi mà quay cái đầu các bạn có thể thấy nó khá là nhiều hạnh nhân ở trong này. Do cái màu nó bị lẫn lẫn á nên mình nhìn không có rõ thôi. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây nè, cái yến mạch này nó được nổ chung với một cái gì đó giống như là gạo nếp vậy á. Yến mạch và nếp. Giòn. Để mình đến gần cái mắt mình nhai cho các bạn có thấy được cái độ giòn đó. Bốn mươi lăm gram thì chỉ tầm tới đây yến mạch thôi nè. Đó không có gì nữa mình đâu, mình là mình rõ đầy rồi. Vì nó có phô mai các bạn nên là nó khá béo, nhưng mà không phải là béo kiểu vị dầu hay là gì đâu. Ngấm thấm ngon. Thật sự rất là ngon. Không biết là có giảm cân rồi hay không, nhưng mà nếu như mà cho mình ăn một tuần tay yến mạch mà ăn loại này với lại cái chabi của Nhật rồi cái loại của Ba Lan á, trời ơi, thì lúc mình có thể ăn cả tuần luôn á. Ngon. Cái giá thành của nó khi mà so với ngũ cốc của Trung Quốc thì nó mắc hơn á, tại vì cái này ba lạng mà mình mua đã trên dưới 150 rồi. Nhưng mà thật ra với cái chất lượng như này cũng xứng đáy này đúng không? Hạt điều nè, nho nè, các bạn có thể thấy rất là nhiều hạnh nhân chứ nhỉ. Hạnh nhân ngon ơi là ngon. Nếu như bạn là người lần đầu tiên đến với ngũ cốc và bạn muốn tìm cho mình một cái gì đó nó ăn cũng hợp lý
cũng ngon để mà mình ấn tượng đầu tiên của mình đối với ngũ cốc nó không có bị quá xấu. Ăn cái này đi các bạn sẽ không có thất vọng về nó đâu, thật sự rất là ngon luôn á. Mình không ngờ là một sản phẩm của Việt Nam lại ngon như vậy. Hoặc là cơ bản những cái công ty Việt Nam này biết được cái thị hiếu của người Việt Nam mình là thích ăn ngọt, nhiều trái cây, ngon ơi là ngon. Giòn nữa, không có gì để bàn luận quá nhiều cho một sản phẩm quá ư là tuyệt vời như thế này, ngon như thế này. Mình chưa có thử là cái loại màu đỏ, nhưng mà nếu có cơ hội thì mình sẽ thử. Nhưng mà trái tim mình ngon ơi là ngon, thơm ơi là thơm. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhớ ấn cái chuông nghe, tại vì mình sẽ ra video vào mỗi tuần. Và nếu như các bạn thích mình thử bất kỳ một sản phẩm nào hay là review cái gì đó ở Đà Lạt chẳng hạn, thì cứ bình luận dưới đây, tại vì chỉ cần có điều kiện thì mình sẽ làm thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.